Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi ngày hôm nay một món ăn rất là bình dân đơn giản Nói bình dân thì không bình dân bởi vì cái món này ngày xưa là những người nhà giàu ăn đó à, Đó là món cà chua nhồi thịt sốt dầu hào Thưa quý vị, món này rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, có một số các em mới lớn được cha mẹ mình nấu ăn cho từ nhỏ, nhưng mà lại không có học. Cho nên khi mà lớn lên xa cha mẹ rồi mới nhớ tới món ăn này thì đi tìm chị Uyên Thi và hỏi. À, vì vậy, chị Uyên Thi hôm nay sẽ chia sẻ để cho chúng ta cùng nhớ về một món ăn mà mẹ chúng ta đã làm cho chúng ta ăn lúc nhỏ. Đầu tiên hết nói về trái cà Khi mà chúng ta định dự định làm món này thì chúng ta nên lựa trái cà cho nó tròn bằng nhau cũng như là cái trái cà nó cao một chút nó không có bị dẹp thì khi chúng ta làm ra cái cà nó mới ngon à, chúng ta sẽ dùng ở trong cái recipe này thì sẽ dùng bốn trái cà cắt ra làm hai và khi mà cắt đó thì quý vị nhớ là mình sẽ cắt cái phần cuốn đó nó hơi mỏng hơn cái phần phần thịt một chút bởi vì cái phần mà đầu cuốn đó nó dễ bị mềm lắm còn cái phần cuốn đó, nó có cái cuốn này nó cứng nó không có bị sụp trái cà xuống à, Khi mà chúng ta cắt ra rồi đó Thì sau đó chúng ta sẽ lấy hột Lấy hột thì quý vị không phải là mình lấy hết nguyên cái ruột cà ra Mà mình phải để những cái miếng cà, những cái thớt thịt cà này còn lại Cho nên chúng ta sẽ dùng một cái muỗng chúng ta sắn bỏ cái chỗ mà có hột đi Rồi sau đó chúng ta lấy cái hột ra một cách rất là dễ dàng Chúng ta làm như vậy à, Tiếp tục làm cho hết trái cà Và Chúng ta lấy hết hột ra, sau đó chúng ta để cho ráo. Sau khi mà chúng ta đã lấy hột của trái cà ra rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nhân, nhân để mà nhồi, làm thịt để mà nhồi vào trong cái trái cà đó quý vị. Uyên Thi sẽ dùng một thao thịt heo xay. À, Uyên Thi sẽ cho vào cái thịt heo xay này đó, phần trắng hành lá, bầm nhỏ. Uyên Thi sẽ đập dập cái củ đầu phần trắng hành lá đi, rồi Uyên Thi bầm nhỏ ra. Sau đó Uyên Thi sẽ cho vào trong cái thịt này Và Uyên Thi sẽ cho vào um, dầu hào Bởi vì mình kêu sốt dầu hào cho nên trong cái thịt mình cũng ướp một chút dầu hào Uyên Thi cho vào dầu hào Uyên Thi cho vào một ít dầu mè Cũng như là một ít nước mắm Sau đó Uyên Thi trộn đều lên với lại một muỗng cà phê tiêu Uyên Thi sẽ cho thêm một, khoảng 3 muỗng cà phê nấm mèo bầm nhuyễn bỏ vào và hai mu à, ba muỗng canh chứ xin lỗi ba muỗng canh nấm mèo à, bằm nhỏ ra cũng như là hai muỗng canh nấm đông cô ngâm nở bằm nhỏ ra bỏ vào và lúc này Uyên Thi mới trộn đều lên để cho thịt thấm. Sau khi mà trộn đều lên rồi thì Uyên Thi sẽ nhồi vào thịt vào trong cái cà Nhồi vào trong trái cà thì mình nhớ là phải bỏ thịt vào trong những cái phần hỏng của trái cà Nhấn chặt xuống để mình chắc chắn rằng là cái thịt nó nằm ở dưới đó Thì khi mà chúng ta chiên á, cái thịt nó không bị rớt ra khỏi trái cà Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào trong chảo chúng ta chiên cái thịt này Và khi mà chiên thì ứng thì sẽ chiên bằng một ít dầu thôi khi dầu nóng chúng ta bỏ vào úp mặt xuống và chúng ta không có chiên cái mặt cái cà ngay thưa quý vị chỉ chiên mặt thịt mà thôi và chúng ta chiên cho thật vàng giống như vậy khi mà chiên xong rồi thì Uyển thi thích chiên vàng như vậy để mình làm vàng như vậy đó thì khi quý vị mà có bỏ sốt vô á, cái cà nó không có bị rớt ra bởi vì cái thịt nó vẫn còn cứng còn nếu mà mình chiên sơ sơ thì nhiều khi cái thịt nó sẽ bị rã ra khi chúng ta nấu ở trong sốt sau khi mà chúng ta đã chiên vàng rồi thì chúng ta để qua một bên và bây giờ chúng ta sẽ làm sốt thì mình sẽ bỏ một chút dầu ăn vào trong chảo Bỏ tỏi vào, phi tỏi lên cho vàng Lúc này Uyên Thi sẽ cho vào um, Đầu tiên hết là Uyên Thi sẽ cho vào cho vào dầu hào Khoảng 2 muỗng canh dầu hào Rồi Uyên Thi cho vào sweet and sour sauce Và Uyên Thi sẽ cho vào một ít ketchup Tất nhiên là chúng ta có thể bỏ ketchup hoặc tomato paste cũng được Sau đó Uyên Thi sẽ cho nửa ly nước vào Trộn đều lên và uyên thi sẽ cho những cái khi mà nước sốt này nó đã sôi rồi uyên thi sẽ cho vào một ít nước mắm um, vào trong này nữa và uyên thi bắt đầu lấy cà để vào quý vị chỉ cần để cà úp xuống không có cần để ngửa cái cà lên nha chỉ úp cái cà như vậy và để lửa ri riu để cho nó sôi để nó chín cái thịt ở trong cũng như nó không có bị mệt, bể bể cái cà ra và sau đó chúng ta sẽ quậy một muỗng canh bột năng cùng với một ít nước đổ vào cái nước sốt này cho nó sền sệt và chúng ta trước khi tắt lửa chúng ta xua là trái cà đã chín rồi Thì chúng ta sẽ cho vào một ít dầu mè để cho nước sốt được ngon Lúc này chúng ta có thể gắp trái cà ra và để nhẹ nhàng ngược, ngược lại Sau đó chúng ta trang sốt lên trên đĩa Cho một ít ngò vào, rắc một ít tiêu vào Như vậy là chúng ta đã có một đĩa cà chua nhồi thịt sốt dầu hào thật là ngon Uyên Thi xin kính chúc quý vị thành công trong món này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi trong kỳ tới.